vậy, cho nên đức thầy mới cho biết rằng long qua hỏi còn xa, còn xa đó thầy mới rời mới đạo à. Chứ nếu mà gần còn 5 năm 3 năm thầy không ra đời đâu, giải đâu có kịp, phải không? Như vậy thì lúc đức thầy viết cái bài này năm 1939 thì thầy xác định là còn xa, và thầy căn dặn bà lão 80 này ráng mà tu đi để thân sau nhờ. Vậy thì giờ này chúng ta hiểu gọn là vậy, còn thời gian sắp tới bao lâu thì mình không có bàn được. Nhưng mà theo tôi, chí miên lòng tôi mong hội Long Hoa đến trễ một chút, chứ tôi không mong đến sớm. Tại sao vậy? Tại vì nếu đến trễ một ngày thì tôi sẽ gầy tạo được công đức thêm một ngày, và sẽ có nhiều người tu thêm đạo chúng ta. Vậy thì trễ chừng nào tốt chừng đó, thì đó là theo cái nguyện vọng cá nhân. Còn thật chắc ra đây là lý thiên đình hoạch định, chúng ta muốn sớm không được, muốn trễ không được. Mình nói thí dụ như vậy đó. Cho nên ai mong đời tới, tôi không mong đời tới. Đời tới trễ chừng nào tôi mừng chừng đó. Tại sao mừng? Bởi vì nếu trễ một ngày thì sẽ có nhiều người tu thêm một người. Bây giờ chỉ cần chúng ta một phút cho qua, mình thêm một người tu thôi. Quý à, nếu trễ một ngày tôi ăn chay được một ngày, thêm được một ngày. Nếu trễ một ngày tôi cúng lại được, thêm được hai thời hoặc ba thời. Nếu trễ một ngày tôi niệm được thêm 5-30 con Phật, đúng không quý vị? Trong cái lần này thì chúng tôi cũng được sự cho phép của ban tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua 8 cái câu thi mà Đức Thầy đã viết cho cô Năm Cò ở Sài Gòn. Như vậy thì đây là 8 câu thi mà Đức Thầy sáng tác cho năm 1943. Ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắt lờ trong, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng, tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê si nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội, chầu Phật hòa vui cõi đại độc. Vậy thì đây là 8 câu thi mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau từng tự để tìm hiểu thánh ý Đức Thầy dạy mình như thế nào. Dầu rằng bài thi này Đức Thầy cho riêng bà Năm Cò, nhưng mà tự trung lại thì bà Năm Cò cũng là những người đại diện để được Đức Thầy viết cho một bài thi theo cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú, một cái bài thi đường lực. Nếu nói về văn chương thì rõ ràng Đức Thầy viết bài thi này rất là chuẩn, tức là Đức Thầy viết theo một cái lối thi thơ dựng điệu, âm điệu, và nói chung là về cái vấn đề niêm luật thì không có bàn được đâu. Bởi Đức Thầy chúng ta là một vị Phật mà hạ bút thần, thơ đã đề khai. Cho nên toàn bộ sấm thi của Đức Thầy, nhất là nói về văn chương thì xin thưa rằng, nếu nói ngồi bút bình thường ở trên thế gian này thì khó. Khó có ai mà có thể sánh nổi với Đức Thầy mình. Phải nói rõ như vậy, thì điều này chẳng những trong đạo mình công nhận, đồng đạo chúng ta thấy được điều đó, mà khách quan bên ngoài cũng cảm nhận được điều đó. Cho nên hôm nay thì trong cái buổi gặp gỡ này thì chúng tôi sẽ dành thời gian khoảng 60 phút để chúng ta cùng nhau chia sẻ qua 8 câu thi trong cái bài thi mà Đức Thầy cho bà Năm Cò, thì cũng mong rằng quý vị cũng cố gắng lắng nghe. Như vậy thì câu đầu tiên của Thầy dạy là ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng. Vậy thì khi mà nói đến bụi thì Đức Thầy dùng cái từ gió, bởi vì chỉ có gió mà thổi bay bụi thôi, đây là văn chương. Nhưng tuy vậy, nhưng nếu nói về từ ngữ thì chúng ta hiểu ngay rằng đó, thiền môn tức là chỉ là cửa thiền. Thiền môn là chỉ cho cửa thiền, giống như cái câu cuối cùng, đoạn cuối cùng mà Đức Thầy viết trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh đó, tức là có thiện căn sớm đại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì thiền môn là cửa thiền, và Đức Thầy cho biết rằng thiền môn giống một ngọn gió, tức là đây là chỉ là cách về văn chương, về thí dụ thôi. Bởi vì có gió mới cuốn đi bụi. Về vậy cho nên Đức Thầy mới dùng là ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng. Chữ bụi hồng ở đây thì nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa đen đó, bụi hồng tức là bụi hồng trần, mà hồng trần thì theo nghĩa đen tức là chỉ cho bụi đỏ. Còn nếu nói về tiếng lóng của từ thì đây là chỉ cho cái cõi đời vất vả, cõi đời cực khổ, cái cõi ta bà đau khổ, cõi hồng trần, cõi đời hay là trần gian, cõi mà chúng sanh đang lặn hụp trong biển mê sông khổ đây, thì đây văn chương và Đức Phật đều gọi đây là cõi hồng trần. Giống như đoạn khác đó, Thầy cũng dùng nhiều cái từ ở cõi hồng trần. Do vậy cho nên bụi hồng nói cho đủ là bụi hồng trần. Như vậy thì qua cái câu đầu tiên này, ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, thì ý Đức Thầy muốn nói rằng hôm nay chỉ có cửa thiền, chỉ có con đường tu hành, chỉ có cửa đạo thì mới trôi đi, mới bay đi hết những cái sự, mới vơi đi hết những cái sự đau khổ ở cõi trần này. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng sống trong cõi đời này, quý vị thấy rằng tất cả mỗi con người, giàu rằng giàu sang hay hoặc là nghèo khổ, mà Thầy dạy là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, mà
tức là giàu rằng ở một đẳng cấp xã hội nào, cái từ sang hèn đây ngoài cái việc giàu nghèo ra, từ sang hèn này còn chỉ cho đẳng cấp xã hội, thì giàu rằng ở đẳng cấp xã hội nào, ở mỗi tầng lớp nào thì tất cả con người ai cũng khổ hết. Tự trung lại sống trong cái cõi hồng trần này, cái cõi ác thế ngũ trược này thì xin thưa rằng con người rất là đau khổ. Như vậy thì muốn thoát khỏi cõi hồng trần này, cái sự giả tạm trong cõi đời này thì chỉ có cách con người phải bước vào cái cửa thiền môn, bước vào cửa đạo. Cho nên cửa đạo là một cái nơi, phải nói rõ là một cái nơi an vui, tịnh lạc nhất. Khi bước vào cửa đạo rồi thì con người không có còn phân biệt. Cho nên một điều mà chúng ta phải nhớ rằng cửa thiền môn, tức là khi hôm nay bước vào con đường đạo, khi mình đã nguyện, nay con nguyện quy theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo mà Thầy đã dạy rất rõ trong bài quy đó. Thì khi mình đã bước vào cửa đạo rồi thì cái tính đầu tiên muốn nói ở đây là không có sự phân biệt. Nhất là ở đây, khi Đức Thầy dùng cái từ thiền môn thì chúng ta thấy rõ, vốn dĩ đạo Phật giáo và hảo và đạo Phật vốn dĩ chỉ là một mà thôi, vốn dĩ là một, không có sự phân biệt. Bởi vì đối với đạo không có sự phân biệt, thế mà ngày giờ này đôi khi cũng có một tiểu số người lại phân biệt, cho rằng đạo này thấp, cho rằng đạo kia cao. Nhưng mà cái tự trung lại thì tất cả con người bước vào con đường đạo thì nhằm mục đích để thoát khổ, để đến chỗ an vui. Còn nếu như bước vào đạo mà chúng ta còn phân biệt thế này thế kia thì càng bước vào đạo chúng ta càng khổ nữa, đâu có gì an lạc đâu. Chính vì vậy cho nên mình phải hiểu rằng khi hôm nay bước vào cửa thiền, bước vào con đường đạo, thì mỗi đồng đạo chúng ta cần nhất là mình phải hiểu được, cần phải xua đuổi đi những cái sự giả tạm ở cõi trần này. Còn nếu như hôm nay mà chúng ta bước vào đạo mà mình còn vướng bụi trần, còn ham cái này, còn nhiễm cái kia, còn mê cái nọ, còn gây tạo cái khác, thì như vậy mình chưa phải là cái người thật sự bước vào cửa thiền, mà coi chừng lúc bây giờ chúng ta chỉ có là giả thôi, chỉ có là giả thôi. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rất là nhiều chỗ để mình thấy rõ rằng đó, cái danh lợi, cái cảm tình, cái quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ, thì những cái đó là những cái bụi trần, những cái khổ. Do vậy cho nên mong rằng qua cái câu đầu tiên này, thì hôm nay dầu rằng Thầy dạy cho bà năm cò, Thầy nhắc cái câu đầu tiên ngọn gió thiền môn, nhưng muốn nói rằng tất cả chúng ta ngày giờ này khi mình đã quy y trước Phật đài, khi mình là tín đồ của Thầy, khi có hai thờ lễ bái sớm chiều, khi mình đã tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo, thì xin thưa rằng lúc này mình là cái người đã bước vào cửa thiền đó. Thì làm sao đừng để cái giạt hạt bụi trần, tức là đừng có để cái sự trần cảnh nó vướng vào cái giạt áo của nhà tu. Mình làm sao phủ cho sạch. Hồi đó ở ngoài đời thì chúng ta bụi bặm không à, nhưng mà giờ này bước vào con đường đạo rồi thì tin chắc rằng chúng ta phải phủ sạch những cái bụi trần này. Chứ nếu như hôm nay bước vào đạo mình còn vướng vào bụi trần này nữa thì xin thưa rằng rất là uổng cho cái công trình tu hành của mình. Thì đó là ý muốn nói qua cái câu thứ nhất là ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng. Và câu thứ hai thì Đức Thầy mới dạy thêm là lợi danh hai chữ mắc lờ trống. Như vậy thì lợi danh là chúng ta hiểu ngay rằng lợi danh tức là danh lợi rồi. Đây là những cái điều trong cái thực tế. Lợi danh tức là danh lợi. Thì lợi danh nó nhiều lắm. Nó gồm có nào là danh lợi, nào cảm tình, nào quy quyền, nào phú quý, nào là nhà cao cửa rộng, nào là chức cha chức quyền, vân vân. Thì nói chung thì tự trung lại qua cái khái niệm về cái từ lợi danh thì chúng ta thấy rất là nhiều. Như vậy thì đặc biệt ở đây Đức Thầy dùng là hai chữ mắc lờ trống. Vậy thì đây là hai chữ mà đặc biệt Thầy dùng cái từ mắc lờ trống. Cái chữ lờ là gì? Cái chữ lờ là mờ quý vị. Chữ lờ là tối, là mờ. Chữ trống là nhìn. Như vậy thì mắc lờ trống ở đây ý muốn nói ngược lại, có nghĩa là vì danh lợi mà con người đôi mắt trông vào danh lợi riết mà mờ mắt. Thì ý Đức Thầy muốn nói vậy, có nghĩa là vì ham mê danh lợi, con người cứ nhìn vào danh lợi, cho nên chính vì vậy mà con người mờ mắt. Thì đó là mắt lờ trong đó. Con người mờ mắt vì danh lợi mà con người nhìn vào đó mờ mắt. Vì thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống đời thường thì mình thấy rõ rằng y như là Đức Thầy đã dạy, con người chúng ta thì thật ra nếu nói đến con đường tu hành, nói đến cửa thiền môn thì con người ít có chịu quay đầu hướng thiện lắm. Mà nói đến cái chuyện danh lợi, cái chuyện giàu sang, cái chuyện sung sướng, cái chuyện vui chơi thì con người cuốn hút. Cho nên Đức Phật mới dạy là Lam Kiều hữu lộ vô nhân đáo đó, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tức là Lam Kiều, cửa tiên có cửa mà không người đến, còn địa ngục không có cửa mà nhiều người lại kiếm tìm. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy là Lam Kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Như vậy thì cũng chính vì cái danh lợi này mà chúng ta thấy con người chỉ biết bao nhiêu được điều khổ. Bởi vì nó
nó cũng không phải là cái gì lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta trông chờ nó, chúng ta trông nhìn nó, mong cầu nó, đến đổi làm con người mờ mắt. Mờ mắt đây ý muốn nói là con người không có còn sáng, không còn thấy đường, không phải là mờ mắt thiệt, mà ở đây muốn nói rằng là chúng ta bị mờ rồi, mình bị danh lợi là mờ mắt rồi. Tại vì mình trông chờ, mình trông nhìn vào danh lợi bị nó làm mờ mắt, cho nên không còn thấy đường, không thấy đường nữa. Quý vị thấy nội mẫu chuyện Lý Thông và Thật Xanh, chúng ta thấy rõ đó, thì cũng vì danh lợi mà Lý Thông đó mờ mắt, cho nên sẵn sàng ám hại huynh của mình, bất chấp mọi thứ để làm sao cho mình được có danh lợi. Mà cuộc sống đời thường cũng vậy, đôi khi đừng nói chi người ngoài, mà anh em trong thân tộc là luôn các anh em ruột thịt với nhau, mà đôi khi bị vì danh lợi làm con người bị mờ mắt. Mà thầy đã dạy cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào. Thầy dạy rất rõ. Như vậy thì rõ ràng vì danh lợi, vì chạy theo danh lợi, vì trông chờ danh lợi, vì ham muốn danh lợi, phải chi mình ăn phận thủ thừa thì tốt rồi. Đằng này con người thì vốn dĩ có một cái bản tính là ham mê cái sang, ham mê sung sướng, ham mê được hơn người. Vì vậy cho nên họ tìm tạo cho mình mọi cái thứ đó, mọi cái điều kiện để cho mình được hơn người, sẵn sàng đạp bằng những cái tình nghĩa, dù rằng thân bằng quyến thuộc, dù rằng trở nên vào độc ác dữ dằn thì họ vẫn sẵn sàng. Trên Đức Thầy muốn nói ở cái chỗ này là Thầy muốn nhắc lại một cái hiện trạng trong cái xã hội. Do vậy cho nên sở dĩ con người bị đọa lạc, con người mà từ ở một cái trạng thái từ trắng khỏi thành đổi thành đen, từ ở trạng thái từ ngay thẳng mà trở thành tà dậy, tức là đáng lẽ là mình sáng mắt, mình biết rằng đó là con đường về có Phật, đó là con đường chân chánh, con đường hạnh phúc. Nhưng mà vì danh lợi làm cho mình bị lờ mắt, bị mờ mắt, chứ lờ là mờ mắt. Dính vì vậy lờ mắt đó thì đưa chúng ta đi xuống cái cảnh phải nói là sanh tử luân hồi, và cứ tạo nghiệp để rồi mỗi con người để đời đời đền trả. Giống như Đức Thầy cho biết rằng là tham danh phế đạo chí đâu yên, tức là ở ý muốn nói ở cái chỗ này. Như vậy thì qua cái câu thứ hai này, Đức Thầy đưa ra những ngôn từ để phản diện một cái cuộc sống xã hội lúc bấy giờ rõ ràng y như vậy. Đúng là lợi danh hai chữ mắc lợi trong. Vì hai chữ này mà con người bị mờ mắt, con người quên đi con đường chân chánh, thì đó chính vì đó cho nên gây tạo ác nghiệp. Và đến câu thứ ba Thầy mới dạy là nương theo đuốc huệ tầm chân lý. Như vậy thì hôm nay nếu mà muốn không, tức là không lờ mắt, tức là muốn sáng, thì cái quan trọng là mình phải thắp lên một cái ngọn đuốc trí tuệ. Ngọn đuốc trí tuệ tức là lúc này mình muốn nhìn nhận đúng cái chân lý, muốn cho sáng, thì chỉ có cách là nương theo đuốc huệ tầm chân lý. Vậy thì nương theo đuốc huệ như của ai để mình tầm được chân lý? Thì kính thưa quý vị, mỗi đồng đạo chúng ta đáng lẽ ra có cái đuốc huệ, bởi vì người mới sanh tánh thiện trời dành. Nhưng vì bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh, vì mình lớn lên mình tập nhiễm những thứ tật xấu, cho nên chính vì vậy mà con người của mình nó bị mê mờ, nó bị dệt những cái phiền não, bị những cái án mây mờ nó che ngang cái trí tuệ. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà muốn được sáng mắt, nhìn nhận đúng chân lý, Thầy dạy là nương theo đuốc huệ tầm chân lý. Vậy thì chúng ta phải nương theo đuốc huệ của Thầy. Đức Thầy dạy khai ngọn đuốc từ bi chí thiện. Đức Thầy chúng ta Ngài đã có sẵn ngọn đuốc sáng rồi, một vị đại giác ngộ, một vị bậc đại trí tuệ, mà Ngài đã dạy là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Cho nên hôm nay mình phải nương theo là Đức Thầy, đó là chúng ta nương theo đuốc huệ đó. Đuốc huệ, Đức Thầy đã thắp một cái ngọn đuốc, và đặc biệt ngọn đuốc Đức Thầy xác định là soi từ đài cát xá liệu, cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Cho nên chúng ta phải mồi vào ngọn đuốc Đức Thầy, thì đó gọi là trí huệ hữu sư. Nghĩa là lúc đầu mình phải tập tành bằng một trí huệ hữu sư, tức là có Thầy. Rồi sau đó thì mình mới tự tu, rồi tự tìm cái của chính mình, mới đạt ở chỗ trí huệ vô sư. Nghĩa là mình mới thắp lên ngọn đèn chân lý ở chính bản thân mình. Lúc đầu chúng ta phải nhờ vào đuốc huệ của Đức Thầy, nhờ vào văn chương của Đức Thầy, mồi vào cái ngọn đuốc đó để mình tự mình tìm hiểu, nghiên cứu để mình được sáng lên, gọi là tầm chân lý. Chứ không phải hôm nay mình mồi qua ngọn đuốc Đức Thầy mình nghĩ là mình đã sáng rồi, chứ phải như vậy. Thì những cái đó chúng ta chỉ vay mượn mà thôi. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy này, các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Như vậy thì qua câu thứ ba này, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, thì trong này nó có hai ý. Ý thứ nhất là đồng đạo chúng ta phải mượn lời Đức Thầy, mình phải mồi ngọn đuốc Đức Thầy, đó là nương theo đuốc huệ đó. Và khi mượn lời Đức Thầy rồi thì chúng ta không chấp vào đó, mà mình phải tìm cái của chính bản thân mình. Chứ không phải là mình cứ vay mượn hoài, mình tìm cái chính của mình. Cho nên Đức Thầy mới dạy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vậy thì tầm chân lý là gì? Tức là tầm cái lẽ thật.
chúng ta tầm cái lẽ thật của đạo, lẽ thật, coi cái hôm nay tại sao chúng ta tu. Mà Đức Thầy đã dạy tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ, bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca Sở Lầu Đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Vậy thì hôm nay cũng vậy, tầm chân lý là gì? Tức là chúng ta phải tìm cái lẽ thật. Khi mình mượn là Đức Thầy rồi, chúng ta phải tìm cái lẽ thật. Chứ không phải hôm nay tôi và quý vị nương theo đuốc huệ tìm mượn lời Đức Thầy xong rồi chúng ta không tìm lẽ thật, mà chúng ta cứ chạy theo cái giả. Rồi cũng có người chạy theo thiên cơ thời cuộc, đời tới ngày này tháng nọ đời tới, rồi núi nổ, rồi hoặc chỗ này xưng thầy, chỗ kia xưng Phật. Thì như vậy là chúng ta sai. Nó không đúng như ở chỗ là tầm chân lý. Bởi vì tầm chân lý là chúng ta tìm kiếm ở những cái lẽ thật ở chính bản thân của mình. Hôm nay tôi tu vì tôi thấy cái thân tôi sớm muộn gì cũng bệnh, sớm muộn cũng già, sớm muộn cũng chết, thì đó lẽ thật đó. Có ai đánh đổ lẽ thật được không? Cái lẽ thật này là thực tế nhất, dầu rằng người nào có tài ba, có lỗi lạc cỡ nào, nhưng mà lẽ thật này thì xin thưa rằng không ai chối cãi được. Thì đó là thực tế đó, thực tế mà chúng ta cần phải hiểu. Hiểu là mình hôm nay tu, mình phải tìm hiểu vậy. Và cái thực tế thứ hai là chúng ta phải cảm nhận được, hôm nay trong đường tu tôi sẽ được hạnh phúc an lạc. Còn nếu ở cõi đời này tôi cứ mà trông trên cõi đời này rồi tôi sẽ khổ. Rồi giờ mình phải thấy được, đem mình nè, mình lấy mình nè, mình so sánh với anh A, anh B đằng sớm. Anh đằng sớm không tu, không có nương đức huệ, không có tìm chân lý. Ảnh cứ sáng sai chiều xỉn, là gia đình của ảnh nó giống như địa ngục tại thế gian vậy. Còn hôm nay mình nhờ là Đức Thầy nè, giúp cho mình nè. Thứ nhất là chúng ta bỏ được tứ đồ tường, mình giữ gìn giới luật, và đồng thời tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Thì những đó là chân lý đó, lẽ thật. Cái này không có bao giờ biện minh được, mà cái này muốn nói là người nào có thực hiện, có hiểu, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Đúng như câu mà thầy dạy, đạo hiểu rồi ngon tợ gọi anh em, mùi đạo vị gọi anh em khó sách. Hai chỗ thầy dạy như vậy để mỗi đồng đạo chúng ta cảm nhận được. Chứ không phải hôm nay tôi thuộc giảng thầy rồi đó, để mà chúng ta bàn thiên cơ thời cuộc, vậy là không có tìm chân lý. Bởi vì chân lý không có thiên cơ thời cuộc. Mà nói đến đây thì chúng ta cũng bàn thêm, nhất là ở những vùng sâu vùng xa thế này thì chúng tôi rất là lo. Bởi vì cũng có rất là nhiều đồng đạo nhận định lầm, cũng có những người, nhiều người nhận định lầm lắm. Cho nên chính vì vậy cho nên chạy theo cái thời cuộc, cái thiên cơ, để rồi phải mang cái nỗi khổ, khổ cho mình không nói chi, mà khổ luôn cho thầy, rồi khổ luôn cho khách bên ngoài. Người ta tin lầm mình, rồi người ta lại chê bai cái đạo của mình. Mà giờ này là tôi cảm thấy cũng có một tiểu số người trí thức, khi người ta chưa hiểu, người ta cứ nghe theo mấy ông đạo bàn thiên cơ thời cuộc, thì rốt cuộc bàn có đâu. Thời cuộc gì biết là từ lúc mà Đức Thầy vắng mặt, rồi trước thời cuộc 2000, năm 2000 cũng vậy, và mãi đến giờ này cũng vậy. Cho nên thì những cái đó là chúng ta không hiểu chân lý. Cái chân lý không phải vậy, trên cái chân lý mà Đức Thầy dạy nó thực tế. Cho nên mong rằng khi hôm nay mình nương lời Đức Thầy thì chúng ta phải tìm cái thực tế, cái chân lý. Thì đó là tìm chân lý đó. Và từ cái tìm chân lý này thì mỗi đồng đạo chúng ta mới suy tập, mới đem về cho mình những cái tưởng tốt đẹp, để chúng ta chui rèn cái chân lý đó. Thì để rồi mình đạt ở chỗ gọi là trí huệ vô sư, như chúng tôi nói hồi nãy. Thì đó là cái nội hàm mà Đức Thầy đã dạy là nương theo đuốc huệ tầm chân lý. Rồi bên cạnh đó Thầy còn dạy là lóng tiếng từ bi diệt lục lòng. Vậy thì ở đây Đức Thầy dùng cái từ lóng, thì cái từ lóng ở đây thì xin thưa rằng có nhiều nghĩa. Nếu chúng ta hiểu theo tiếng Việt, lóng cũng có nghĩa là chúng ta tìm cách làm cho nước nó trong. Giống như Thầy dạy là lóng nguồn trơn Phật tiếp cũng cho đó. Tức là muốn nói chữ lóng này là lóng cho nó trong, lóng để lọc nước trong. Rồi chữ lóng cái nghĩa thứ hai nữa, lóng đây là nghe, lắng nghe. Lắng nghe tức là Thầy dạy là lóng tai nghe rõ tiếng rợn đó. Giống như là Đức Thầy cho biết rằng đó là tánh hiển tai thần, lóng bốn phan, lóng là nghe. Như vậy thì lóng tiếng từ bi, chữ lóng này không phải là lắng động, mà chữ lóng này là nghe. Thì lúc bây giờ ngoài cái việc mà chúng ta nương theo đuốc huệ, thì đến câu thứ tư này, bởi văn chương giữa câu 3 và câu 4 đối với nhau. Nếu nói theo ở trên thì nương theo đuốc huệ, dưới lóng tiếng từ bi đối với nhau. Ở trên thì tầm chân lý, ở dưới là diệt dục lọc. Tức là nếu nói văn chương đối với nhau. Còn nếu nói về nghĩa lý cũng hết sức là siêu sức. Vậy thì giờ này mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải nghe lóng tiếng từ bi, phải nghe đức từ đức bi. Mà nếu nói đủ là từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả đây tức là ý Đức Thầy muốn nói là chúng ta phải nghe theo Phật. Lóng tiếng từ bi là chúng ta phải nghe theo Phật. Đức từ là gì? Đức từ có nghĩa là Đức Phật đối chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng, dạy dỗ không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội lỗi, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót khôn cùng. Rồi bên cạnh đó còn đức hỷ đức xá nữa.
Như vậy thì giờ này ở bất cứ một phương diện nào chúng ta cũng nên nghe, nhưng mà nhớ phải nghe từ bi, chứ không có nghe những cái việc mà phải nói hung dữ, những cái việc sân si, những cái việc hơn thua với nhau thì mình đừng nên nghe. Cái quan trọng chúng ta nên nghe ý Phật, nên nghe tâm Phật, nên nghe lại những cái điều tốt đẹp, những cái điều hay lẽ phải để mình học hỏi theo, thì đấy gọi lóng tiếng từ bi. Và đồng thời công năng của lóng tiếng từ bi thì thầy dạy là diệt dục lòng. Dục lòng tức là lòng ham muốn. Lòng ham muốn, từ dục lòng này rất là rộng. Như thầy dạy là tham danh, tham sắc, tham lợi, tham quyền, tham tài, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồn giặc giả. Vậy thì dục lòng ở đây muốn nói là cái sự ham muốn nơi lòng. Vậy thì nếu như hôm nay mà chúng ta nghe được cái tiếng từ bi, tức là nghe được lời Phật dạy đó, nó gọn là vậy, thì mình sẽ diệt dục được cái dục lòng của mình. Còn nếu hôm nay mà mình không nghe lời Đức Phật dạy, mình cứ nghe chuyện đằng sớm, cứ nghe cái chuyện làm ăn, cứ nghe cái chuyện danh lợi, thì đương nhiên càng ngày dục vọng, cái sự ham muốn nơi lòng chúng ta nó càng tăng trưởng. Thì đây cũng gọi là hai cái phương pháp đối đãi. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta nương lời Đức Thầy, thì bên cạnh đó mình phải cố gắng làm sao mình, cái tánh nghe của mình, ở đây muốn nói gì, tánh nghe của mình, thì mình phải nghe được lời Đức Phật, cái sự thương yêu, cái sự từ bi, cái sự ban vui cứu khổ của Đức Phật, để chúng ta diệt đi lòng ham muốn để lòng của mình. Còn nếu như mình mà không nghe vậy, mà chúng ta hôm nay, nhất là người tu, mình cứ nghe bên ngoài, hôm nay tu mà chúng ta hàng ngày cứ nghe phim, cứ nghe là nhà không, giả sử tôi nói gì sử đi, thì quý vị thấy rằng quý vị thấy chúng ta sẽ thấy dở rồi đó. Giả sử bây giờ mình coi một bộ phim, thì lúc bây giờ tâm của mình nó duyên theo bộ phim đó, thì từ chỗ nó duyên theo đó rồi, cái dục, cái ham muốn trong lòng mình nảy sinh. Hoặc là chúng ta nghe một bài nhạc, hoặc chúng ta nghe cái này thế khác, nghe cái tiếng dèm pha của xã hội, rồi lòng của mình có một cái sự tranh đua với nhau, có một sự hơn thua với nhau, lúc bây giờ đây là một cái điều hết sức là nguy hại. Cho nên thôi giờ này quý vị phải nghe lời của Đức Thầy dạy cho bà Năm Cò, cứ dạy tất cả chúng ta cũng nghe nữa, mà nghe cái gì? Phải nghe cái tiếng từ bi. Bởi vì có nghe được tiếng từ bi, nghe được lời Đức Thầy, thì lúc này mình mới diệt dục lòng. Mà thật sự như vậy đồng đạo ạ. Nếu nói về sự nó thật sự như vậy. Nếu đồng đạo nào hàng ngày mà giả sử giờ tôi nói đơn giản nhất, đồng đạo ngày nào mà rảnh rỗi mà nghe lời Đức Thầy nhiều chừng nào đó, thì đồng đạo đó ít ham muốn chừng đó. Bởi vì dục lòng nó rộng lắm, chúng ta sẽ nghĩ đến đạo nhiều hơn. Mà nếu nói như mà ít nghe lời Đức Thầy cũng tu nữa, tôi cũng ăn chay, tôi cũng niệm Phật, cũng làm từ thiện, mà lời Đức Thầy tôi không nghe, vậy thì nghe cái gì? Thì lúc bây giờ đương nhiên là chúng ta nghe những cái việc thế sự bên ngoài, thì lúc bây giờ mình cũng ham muốn, mà ham muốn về danh lợi, đâu có muốn về có Phật đâu. Cái ham muốn đó nó lôi kéo chúng ta vào cái việc làm, vào cái hành động, vào cái lời nói, để rồi chúng ta phải chịu khổ. Cho nên ở đây cái thứ nhất muốn bàn về sự, thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này phải nghe, cố gắng nghe lời Đức Thầy. Bởi vì lóng tiếng từ bi thì tức là nghe Đức Phật, tức là Đức Thầy chúng ta là Đức Phật. Tôi nhớ những năm đầu học đạo cái gì, hồi đó sau khi tôi học đạo cái khóa lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản khóa 57 đó, năm 2006 đó, thì lúc đó sau học xong khóa đó rồi, thì tôi phải nói là rất là tinh tấn trở về với đạo. Và những ngày đầu trở về đạo là gần như tôi nghe suốt. Tôi nhớ hồi đó nhà có cái máy cassette mà 710 đó. Đà, máy cassette này một bên nó có đầu quẹt, một bên nó không có đầu quẹt. Thì tôi nhớ rằng tôi có 10 cái cuộn băng nhựa đó, hồi đó băng 90 rồi băng nhựa đó. Thì 10 cuộn băng này là toàn bộ sấm thi Đức Thầy. Nhờ người ta sang là đầy đủ, mà toàn bộ là 10 băng này đủ đó. Thì tôi cứ hát đi hát lại, tôi hát ngày này sang tháng nọ, tôi nhớ cả năm gì đó. Xuyên suốt ngày ngày đêm rồi ngủ thôi. Đưa vô bên cái đầu quẹt nó hát hoài, nó hết bề này nó chở tự nó chở qua trở lại qua lại, xong nghe cái cuồng 1 mà nó nhừng nhuyễn rồi ha, để cuồng 2 vô nghe. Xong tới cuồng 3, cuồng 4, cuồng 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Rồi đến đổi tôi có cái máy nhỏ à, tôi đi đồng vậy đó, tôi bỏ vô túi đó, tôi để tai phone tôi nghe cứ suốt vậy đó. Trên dưới tôi nhớ là lúc đầu một năm đầu là nghe suốt, rồi sau đó thì do công việc còn ít lại. Thì rõ ràng trong lúc đó mình đã cảm nhận, khi mình nghe lời Đức Thầy thì quý vị biết đức lời Đức Thầy ru hồn chúng ta đi vào trong một cái cảnh giới là phải nói là cái giải thoát rồi. Cho nên mình nghe lời Đức Thầy rồi, có những câu giảng, những lời Đức Thầy chỉ ngay cái tâm xấu của mình đó, chỉ ngay lòng ham muốn của mình đó, mình cảm nhận được cuộc đời là thế nào, cảm nhận được cõi Phật là thế nào, cảm nhận được thực tế như thế nào. Rồi từ đó thì mình không có còn nhớ gì nữa, mà chỉ nhớ là Đức Thầy. Rồi mình tập trung vào tư duy là Đức Thầy. Ừ, câu này thầy giải vậy nghĩa làm sao? Mình mới tìm tòi, mới nghiên cứu. Do vậy cho nên đó là những cái chúng tôi đã kinh nghiệm. Do vậy hôm nay khi nói đến lóng tiếng từ bi diệt dục lòng,
thì mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta giờ này nếu nói về sự thì yếu tố đầu tiên mình phải cố gắng thực hiện nghe lời Đức Thầy dạy để chúng ta diệt cái lòng ham muốn nơi chính bản thân mình. Bởi lẽ Đức Thầy dạy ngày giờ nào loài người diệt được lòng ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ. Cho nên tự trong lại sẽ dĩ chúng ta khổ là hoàn toàn do mình ham muốn mới khổ. Nếu như sống trên cõi đời này không ai ham muốn hết thì làm gì khổ. Bởi vì ham danh, ham lợi, ham tình, ham cái này, ham cái kia. Mà ham được không nói làm chi, ham không được thì sao? Người ở đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh là lũa, không được thì bực tức ưu phiền, rồi cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng mà thầy giải đâu. Cho nên chính vì chúng ta khởi cái niệm ham, ham không được khổ, ham được á thì còn là ham nữa, không có dừng, mà ham không được thì khổ lắm. Cũng có người phải liều mình tự sát, cũng có người phải buồn thảm, cũng có người phải nói hy quyên sinh cả đời của mình để cống hiến, để làm phụng sự cho ham muốn, nhưng mà cuối cùng được cái gì. Cho nên thôi bây giờ này thì mình cũng phải quay về với đạo, nhất là chúng ta là người tu thì mình phải cố gắng nghe lời Đức Thầy dạy. Bởi vì nghe điên dạy sau này thơ thảnh mà, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh mà thầy dạy. Vậy thì giờ này chúng ta phải cố gắng nghe lời Đức Thầy để mỗi đồng đạo mình diệt được cái lòng ham muốn. Bởi vì đây là cái công năng của cái tánh nghe này sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái sự ham muốn mà thầy đã dạy rất rõ. Thì đó là chúng tôi muốn nói ý như vậy để chúng ta hiểu rõ qua cái câu lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Rồi bên cái đó thầy còn dạy là tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thì từ ở cái chỗ là chúng ta nương theo đuốc huệ nè, từ cái chỗ lóng tiếng từ bi nè, thì giờ này mình đã tỉnh rồi, tỉnh nè, mình đã tỉnh rồi. Bởi vì nương theo đuốc huệ lóng tiếng từ bi thì hoàn toàn đây là lời Phật thuyết mà. Tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, như vậy thì giờ này chúng ta đã tỉnh ngộ, không có còn mê, đúng không còn mê. Bởi vì mình đã mồi qua ngọn đuốc từ bi của Đức Thầy rồi, giờ mình cũng đã nghe lời Đức Thầy rồi, cho nên lúc bây giờ mình ở trong một trạng thái tỉnh. Mà tỉnh này là sẽ dĩ tỉnh ngộ thì chúng ta nhờ nghe là Phật thuyết, tức là qua cái câu thứ năm này Đức Thầy mới gạn lại giữa câu 3 và câu 4 hồi nãy để chúng ta thấy rõ ràng hơn. Đến lúc này mình tỉnh nè, giống như bây giờ này mà tôi và quý vị mình phải nói rõ là cũng đã gần như là cũng nằm ở trong trạng thái tỉnh ngộ, tức là tỉnh ngộ là giác biết đó. Nếu nói gì từ việc mình là giác biết, mình đã giác biết, mà giác biết là nhờ đâu? Rõ ràng là nhờ nghe lời Phật thuyết mà, nhờ nghe Đức Thầy chúng ta những cái bài thuyết pháp của Ngài, rồi những cái câu từ của Ngài trong thi văn giáo lý của Ngài, những cái bài pháp luận của Ngài mà giờ này chúng ta đã tỉnh ngộ rồi. Cho nên hôm nay nói đến đây thì sở dĩ mình được tỉnh ngộ là phải nói cái ơn của Thầy, thì mình phải nói rõ là lúc nào cũng cao cũng trọng hết, không có cái ơn gì bằng ơn Thầy. Cho nếu như không có Thầy ra đời, chúng ta không nghe được Phật thuyết rồi, thì xin thưa rằng giờ này không biết tôi và quý vị đi đến đâu nữa. Mình đâu có hiền lành như bây giờ. Lúc giờ mình trở thành con người hung dữ, trở thành những cái phế phẩm của xã hội rồi. Và một điều mà chúng tôi muốn nói đây, tỉnh ngộ đó nghe lời Phật thuyết là dù sao đi chăng nữa chúng ta rất là may sống trong thời kỳ mạt hạ này mà mình được nghe, là được gặp Đức Phật ra đời và được nghe Đức Thầy viết sấm thi. Dù đàn tôi và quý vị không trực tiếp nghe Đức Thầy thuyết pháp, nhưng mà dù sao những cái bài pháp luận và những mẫu chuyện bên Thầy vẫn còn đó mà. Và rằng mình không nghe chính kim khẩu Thầy thuyết pháp, nhưng mà lời của Đức Thầy trong thi văn giáo lý của Ngài cũng giống như những cái bài pháp luận thật sự trong lòng của tôi. Những khi tôi đọc có những cái bài thi như là Tỉnh Bạn Trần Gian, như bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, rồi bài Dặn Dò Bổn Đạo, hoặc là bài Luận Việc Tu Hành đó, hầu như là tôi đọc mà tôi cảm nhận Đức Thầy đang thuyết pháp cho tôi nghe đó vậy. Có lúc mà tôi dạy những đêm phim mà mình ơn tôi mà ngâm nga từng câu từng chữ mà tôi suy nghĩ đó, thì tôi hình dung được Đức Thầy đang thuyết pháp tôi nghe đó. Cho nên mình gặm lại rồi mình thấy mình hết sức là may mắn quý vị. Tôi cũng thường nói hoài ông A Tư Đà vậy đó, dù rằng là đắc quả tiên mà dù sao ổng cũng bạc phước hơn mình, ổng đâu có nghe được lời Phật thuyết đâu, phải không? Buồn gì tôi tuổi lớn sức mòn chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Vậy thì ổng dù rằng sanh trước mình hơn mình nhiều, đến hơn 2000 năm, nhưng mà nhớ kỹ lại mình may mắn ổng. Hôm nay khi ra đời mở đạo, nhất là dầu đàn ở nơi đây vùng sâu vùng xa, nhưng mà chúng ta cũng đã nghe được thánh ngôn của Đức Thầy, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta nương theo đó mà thực hiện. Cho nếu như giờ này mà mình không gặp được Đức Thầy, không nghe lời Phật thuyết rồi, thì không biết bao giờ chúng ta mới tỉnh ngộ. Mình sẽ trôi lân mãi mãi trong dòng sanh tử luân hồi. Thì xin thưa rằng, cho nên nói đến đây chúng ta mới lại tạ Thầy, ơn Thầy. Phải nói là không có một ơn nào sánh bằng hết. Và đồng thời khi nói đến đây thì đồng đạo phải hết sức là luôn luôn ghi nhớ. Cho nên hôm nay bắt buộc chúng ta phải nghe lời Đức Thầy, để có nghe như vậy mình mới tỉnh ngộ, nương theo đó để làm theo. Còn nếu như mình hôm nay tu mà không nghe đó, thì xin thưa rằng chúng ta sẽ trở thành cái người mê.
Cho nên cái sự kiện mà thầy dạy tu biết cách như đương biết đát, đương đát đành đặng giữa xe lon đó, thì nếu như mà hôm nay chúng ta tu mà không đành đó, thì giống như ông đương thúng đương rổ mà không có đát được. Mà nếu đương thúng đương rổ mà không biết đát thành cái gì, thì lúc bây giờ thành cái mê, đâu có thành cái thúng cái rổ đâu. Dù rằng mình có giót nang tượng trưng cho chúng ta cúng lại đi, có giót nang, có ăn chay, có là tượng trưng cúng lại. Rồi mình đốt nang xong mình mới đương, thì quá trình đương này giống làm từ thiện vậy đó. Nhưng mà cuối cùng đát, đát là cần phải hiểu là đức thầy. Vậy thì có cúng lại, có ăn chay là chúng ta có đương, có giót nang. Nhưng mà khi cái trạng thái mà đát để lận lên cái vành ở trên đó, thì lúc bây giờ không biết. Bởi vì tu lâu vậy cho hỏi ra 8 điều răn cấm không thuộc nữa. Hỏi ra về đức thầy dạy tam nghiệp sao cũng không biết luôn. Đức thầy dạy là sao không hiểu luôn. Vậy làm sao được? Vậy thì cũng thành cái mê rồi. Giống như một ông thợ đương thúng mới biết đương không biết đát. Cái quan trọng phải đát. Cái nang đát nó khác với cái nang đương. Cái đát là nang nghiêng. Cho nên cái quá trình đát là quá trình cực kỳ khó. Có đát mới lên được, mới lận lên cái vành mới thành cái thúng chứ. Thì trong đường tu của mình đức thầy cũng ví dụ như vậy đó. Thì giờ này có thể chúng ta định hình. Cho nên không phải là hôm nay tôi tự đắc, tôi ăn chay mười mấy năm mà tôi nói tôi ngon, tôi cúng lại vào ngày năm thờ ba thờ tôi nói tôi giỏi, chưa chắc. Tôi làm từ thiện ngày này sang ngày nọ chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Bởi vì chúng ta cúng lại mình không hiểu lý, không hiểu nghĩa sự cúng lại, thì lúc bây giờ giống như chúng ta lại cái bàn lại cái tủ thôi chứ có được gì đâu, phải không? Rồi bây giờ mình ăn chay mà mình không hiểu lý của ăn chay, chay được tánh chay tâm mới quý, mà chúng ta chấp ô tôi ăn chay trường mười mấy năm. Vậy chứ xin hỏi quý vị chứ giờ là con thỏ nè, con trâu con bò nó ăn gì, nó ăn chay trường biết nhiêu đời nó có thành gì đâu. Vì cho nên cái đó là cái không hiểu, cái đó là chưa biết đát đó. Rồi tôi đi làm từ thiện, làm từ thiện mà còn chửi thời, làm từ thiện mà còn sân si nó động một chút không được, vậy thành cái gì? Chừng nào Phật mới rước mình, mà có chừng ma nó rước mình, phải nói rõ gì. Cái điều này anh em chúng ta phải bàn rõ với nhau thực tế như vậy. Bởi vì tôi rất thương những đồng đạo làm từ thiện, nhưng mà nếu làm từ thiện mà không có một cái vốn về kinh sách lời đức thầy đó, tức là không nghe lời Phật thuyết đó, thì xin thưa rằng mình chấp việc làm từ thiện của mình, mình nghĩ mình làm vậy là ngon không xem người ta không ra gì hết trơn á. Rồi đôi khi anh em với nhau trong nội bộ với nhau thôi mà còn lùng sục với nhau, rồi buông ra rồi còn chửi thời giới luật thì không tin nghiêm, vậy thì chúng ta đi về đâu nè? Khó giải thoát bây giờ. Thì lúc bây giờ mình cũng không biết đát luôn, thì gì thành cái mê, thành cái mê, đâu có được cái gì đâu, được cái thúng cái rổ thành cái mê. Về cho nên nói đến đây chúng ta mới nhớ rằng cái quan trọng nhất là phải tỉnh ngộ. Quan trọng nhất là chúng ta phải tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết. Rồi từ ở chỗ tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết thì đến rõ ràng, như ý tôi nói đến câu tiếp theo thầy dạy là thoát mê, suy nghiệm lẽ quyền thánh. Vậy thì khi chúng ta nhờ cái trạng thái tìm hiểu như vậy, lúc bây giờ mình đã thoát mê. Và khi thoát mê rồi thì đồng đạo chúng ta cũng không kẹt vào chỗ đó, mà lúc bây giờ mình phải suy nghiệm. Đức thầy dạy chúng ta phải suy nghĩ. Hôm nay học là đức thầy xong, không phải để đó. Học là đức thầy đòi hỏi hành giả cần phải suy nghĩ. Coi đức thầy dạy như vậy, rồi mình suy gẫm, mình tư duy. Vì vậy thầy mới dạy là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu nè. Cố công gìn giữ tánh thuần lương. Còn nếu như bây giờ mình chỉ hiểu về văn suông, hiểu suông mà chúng ta không suy nghĩ cũng không được nữa. Vì thấy rõ ràng đức thầy dạy mình từng nấc không? Lúc đầu thầy dạy mình nghe đi. Mình nghe mình biết đi, rồi sau đó mình phải suy nghĩ. Bởi vì có suy nghĩ mình có sớm tối đi nằm y chánh pháp, thì lúc đấy bây giờ cái đó mới thuộc của mình. Vậy thì hôm nay người tu chúng ta cũng vậy. Cái quan trọng nhất thầy dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa. Cái quan trọng là chúng ta phải suy nghiệm để tìm hiểu nghĩa, làm theo mới đắc đạo được. Thì nó tuần tự từng bước như vậy. Và ở đây đức thầy dạy chúng ta phải là suy nghiệm cái lẽ quyền thâm. Khi thoát mê rồi, khi mình gặp được Phật pháp mà, khi mình nghe rành chánh pháp rồi, thì cái quan trọng phải suy nghiệm lẽ quyền thâm. Cái chữ quyền tức là sắc tím đen, nếu chúng ta hiểu về Hán học. Chữ quyền sắc tím đen và chữ quyền đấy còn gọi là sâu kín. Chữ thâm là gì? Chữ thâm là cái màu tím sẫm, nó không đen nhưng mà cái màu nó tối, nó gần như đen vậy. Và đặc biệt chữ thâm ở đây theo từ điển tức là chỉ cho cái sự sâu kín. Cho nên cái quan trọng nhất hôm nay trở về đạo thì chúng ta phải hiểu thật là sâu, hiểu vào cái chỗ sâu kín. Cái chỗ phải nói rõ là cái chỗ phải nói là đi vào một cái chân lý, trở về cái nội tâm. Cho nên từ quyền thâm ở đây thì lời đức thầy dạy cũng rất là nhiều, nhưng mà quyền thâm thì chúng tôi muốn nói thì chúng ta cần phải hiểu vào cái chỗ không hình tướng, vào cái chỗ mang một cái tính chất gọi là tư duy đó, mang một tính chất phải nói rõ là gần như là mình không có thể nào dùng cái hình tướng để chứng minh được. Thí dụ bây giờ hôm nay chúng ta học là đức thầy
khen nghe là dạ Đức Thầy, trong cấm thi của Ngài, Đức Thầy giới thiệu rất là nhiều cánh. À, nào là cánh địa ngục, nào là cánh thiên đường, nào là cánh Long Hoa Đại Hội, nào là cánh an lạc, nào là tám cái điều vui nó có cực lạc. Mà nếu như mình không đi sâu vào lẽ quyền thâm thì xin thưa rằng đó, chúng ta không thể nào hiểu được, coi chừng mình chấp. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tu cho rõ mối quyền thâm đó, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn. Vì vậy cho nên hôm nay phải rõ được cái chỗ này, chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Người nào mà không hiểu được lẽ quyền thâm thì họ chấp. Họ nói có Phật ở đâu, chỉ họ coi. Có địa ngục ở đâu, chỉ họ coi. Rồi họ lại chấp thế này, chấp thế kia. Thì rõ ràng đó chúng ta chỉ đi ngoài da thôi. Chứ thật kỳ thật ra hôm nay lời Đức Thầy dạy, cái quan trọng là Đức Thầy muốn tất cả đồng đạo chúng ta phải suy nghiệm cho được cái lẽ quyền thâm, phải suy nghiệm cho được cái chân lý diệu màu thẩm thông trong đạo Phật. Có những cái có thể dùng những ngôn từ mà chúng ta không thể nào định hình cho hết được, mà có cảm nhận được điều này, thì khi mình bỏ cái xác này mình mới cảm nhận, thì đó là lẽ quyền thâm. Cho nên giờ này nhiều khi nói đến cảnh cực lạc, nói đến cõi Tây Phương thì cũng có một số vị chấp lắm, cho rằng làm gì cảnh cực lạc, làm gì cõi Tây Phương. Nhưng kỳ thật đó có, nhưng sở dĩ chúng ta không thấy là tại vì mình chưa đạt đạo. Nếu như mình thiếu đi cái đức tin thì mình không thể nào cảm nhận được. Do đó Đức Thầy dạy phải suy nghiệm lẽ quyền thâm là vậy. Thì đó là ý muốn nói ở cái chỗ là, tức là thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm. Rồi tiếp theo Đức Thầy mới dạy là mau chân biết bước đến Long Hoa Hội. Đến cái cặp kết, nếu nói về văn chương hai câu đầu là hai câu khởi. Ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắt lờ trong là cặp khởi đối với nhau. Rồi đến hai câu kế là nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Thì hai câu này tức là hai câu trạng, tức là cái hiện trạng, cái hiện trạng hai câu trạng. Rồi tiếp theo nữa là tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm. Thì đây là cặp luận, luận tức là lúc này luận đi sâu vào luận. Và đặc biệt đến hai cái câu cuối cùng, mau chân bước đến Long Hoa Hội, chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Thì đây là cái cặp kết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu đến đây rồi, lúc bây giờ mình đã nghe lời Phật thuyết rồi, mình đã nghe đốt được, mồi được một cái ngọn đuốc trí huệ, mình đã tỉnh rồi, thì mình đã hiểu rồi, thì lúc bây giờ Thầy dạy chúng ta là bắt đầu thực hành mau chân bước đến Long Hoa Hội. Như vậy thì mau chân có nghĩa là phải nhanh chân. Từ mau chân là nhanh chân, không có gì là chữ chân này là chân á, chứ không phải chữ chân này là thật. Bởi vì chân này từ vùng miền, mau chân là nhanh chân đó. Giống như Thầy dạy là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Hay hoặc là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếp điên khùng. Như vậy Thầy dùng cái từ mau rất là nhiều. Thì ý muốn nói là giờ này mình phải rách rút, tức là đi cho nhanh. Chứ không phải mà hôm nay chúng ta cứ một bước đi một bước dùng đó, tu hành như thể thả trôi, nó lỡ may bồi chứ có thiền tâm là không được. Giờ này hành giả cần phải đi cho nhanh, phải mau chân bước đến Long Hoa Hội, phải mau chân bước đến đó. Như vậy thì bây giờ Long Hoa Hội là gì? Thì Long Hoa Hội nói cho đủ là Đại Hội Long Hoa. Và cũng xin thưa quý vị, Đại Hội Long Hoa thì không chỉ riêng Đức Thầy chúng ta, Ngài dâng một cái sứ mạng để giáo đạo, để đưa chúng sanh về Long Hoa Đại Hội trong cái thời kỳ cuối cùng. Và đồng thời ngoài Đức Thầy chúng ta ra, thì nếu nói giờ này trên thế gian này có đến 4 tôn giáo. Phật giáo Hảo chúng ta là một nè. Phật Dương Đà chỉ rõ mấy vị quyền chỉ lập Hội Long Hoa. Cho nên đây là sứ mạng Đức Thầy. Sứ mạng Đức Thầy là Ngài lập Hội Long Hoa là thứ nhất. Cái thứ hai là bên Đạo Phật, theo lời phó thác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì bên Đạo Phật cũng hướng về Hội Long Hoa. Mà Đức Phật đã phó thác rồi, sau này vào thời mạt Pháp thì sẽ có một vị Phật ra đời, Đức Phật Di Lặc ra đời, là cái người để dựng Hội Long Hoa. Đây là thời kỳ cuối cùng. Thì có khác với nhau giữa cái chỗ là tiên tri về niên hạn, tức là về cái thời gian. Nhưng mà kỳ thật ra thì chúng ta thấy rằng không khác. Giữa cái Đức Phật Thích Ca, Ngài đã tức là phó thác, Ngài đã có dạy là sau này Đức Phật Di Lặc là cái người để lập Long Hoa Đại Hội. Rồi tôn giáo tiếp theo là gì? Là tức là ý chúng tôi muốn nói đến Cao Đài Giáo. Đạo Cao Đài Giáo cũng hướng đến Long Hoa Đại Hội, kính thưa đồng đạo. Nếu mà đồng đạo nào có xem qua về những kinh sách của Cao Đài thì chúng ta thấy cũng hướng về Long Hoa Đại Hội. Rồi chắc những Cao Đài mà luôn cả là Công Giáo, Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu ngày xưa là Thiên Chúa Giáo, nhưng mà giờ này chia hai, là tức là Công Giáo và Tin Lành chia làm hai. Nhưng mà hai hướng này tự trung lại cũng hướng về Long Hoa Đại Hội, chứ không phải vì riêng đạo chúng ta. Vậy thì giờ này trên thế gian này rất nhiều tôn giáo, nhưng mà nếu nói về cái Long Hoa Đại Hội thì xin thưa là có 4 tôn giáo. Trong đó thì vào rằng đạo chúng ta đi sao,
một tôn giáo nhỏ hơn ba tôn giáo kia. Tuy vậy, muốn nói như vậy thì tất cả đều hướng về Long Hoa Đại Hội. Vì vậy đây là một sự kiện có thật, chứ không phải là nói bằng cách mờ hồ. Đây là sứ mạng của Đức Thầy, chứ không phải là việc đơn giản đâu à. Như vậy thì tất cả đồng đạo chúng ta phải hiểu rằng đến cái ngày cuối cùng Đức Thầy sẽ lập hội Long Hoa. Nhưng mà trước khi có hội Long Hoa thì cái hội trước tiên đó là hội rồng mấy, tức là hội Long Vân, tức hội mấy rồng đó. Vậy thì khi có hội mấy rồng là gì? Tức đây là một hội thi, tức là cái hội trải qua cái hội thi này đó, cái hội mà hội mấy rồng đó, hoặc hội rồng mấy đó, hoặc là hội Long Vân. Mà trong cái Đức Thầy chúng ta thấy có bốn hội: một là mấy rồng, hai là rồng mấy, ba là Long Vân và bốn là Long Hoa. Nhưng mà ba cái hội kia thì vắng chương, chỉ là một thôi, tức là hội thi. Trước khi diễn ra hội Long Hoa sẽ có một hội thi. Thì lúc bây giờ đây là hội thi để chọn những đấng tu hành cao công quả nè, để ban cho xứng vị xứng ngôi rất rõ ràng. Và sau khi hội Long Vân, hội mấy rồng xong thì lúc bây giờ đến hội Long Hoa. Mà giờ này Đức Thầy dạy chúng ta là phải mau chân bước đến Long Hoa hội. Vậy thì giờ này phải nhanh chân, nhanh chân bước đến đó. Mà đây đến đó con đường còn báo xá, cái phương tiện đến đó cần những cái gì để chúng ta đến. Giống như giờ này chúng ta muốn ra thành Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì phải cần có gì? Có tiền, ít nhất cũng phải có vài trăm ngàn để mua vé xe đi. Như vậy thì đường đây đến Long Hoa còn bao lâu nữa? Thì xin thưa rằng chúng ta không thể bàn được đâu. Bởi vì ngày xưa tôi có đọc kinh Di Lặc Hạ Sanh, thì nếu nói về kinh Di Lặc Hạ Sanh thì còn xa lắm. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng không sai gì đâu, bởi vì chắc có thể là đây là do Tam Sao Thất Bổ. Và đặc biệt hôm nay gần nhất trong đạo chúng ta mà bàn nhỏ Long Hoa, thì quý vị thấy rằng trong quá trình Đức Thầy nhắc hội Long Hoa quá nhiều. Lúc bây giờ có một bà lão trên 80 hỏi Đức Thầy, nhắm bà sống tu hành đây có dự hội Long Hoa được hay không? Thì Đức Thầy liền đáp quả rằng Long Hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao. Phải chi hậu ấy hầu gần thì ông hà tất xuống trần làm chi. Như vậy thì Đức Thầy đã tiên tri với bà lão này, bà ráng tu đi. Thân bà trong hiện tại là không gặp hội Long Hoa, mà nếu như hội Long Hoa nó gần tới thì chắc mình tu không kịp. Thí dụ bây giờ tôi giả sử ngày mai hội Long Hoa đi, vậy thì làm sao có mình được? Ngày mai hội Long Hoa là mình thua rồi, tới đó là mình bị diệt, chắc làm gì mình tới đó mình được cái công đức mà được dự hội. Về vậy cho nên Đức Thầy mới cho biết rằng Long Hoa hội ấy còn xa. Còn xa đó thầy mới rời mới đạo à. Chứ nếu mà gần còn 5 năm, 3 năm thầy không ra đời đâu, giải đâu có kịp, phải không? Như vậy thì lúc Đức Thầy viết cái bài này năm 1939 thì thầy xác định là còn xa. Và thầy căn dặn bà lão 80 này ráng mà tu đi, để thân sau nhờ. Vậy thì giờ này chúng ta hiểu gọn là vậy. Còn thời gian sắp tới bao lâu thì mình không có bàn được. Nhưng mà theo tôi, chí miên lòng tôi mong hội Long Hoa đến trễ một chút, chứ tôi không mong đến sớm. Tại sao vậy? Tại vì nếu đến trễ một ngày thì tôi sẽ gầy tạo được công đức thêm một ngày, và sẽ có nhiều người tu thêm đạo chúng ta. Vậy thì trễ chừng nào tốt chừng đó, thì đó là theo cái nguyện vọng cá nhân. Còn thật chắc ra đây là lý thiên đình hoạch định, chúng ta muốn sớm không được, muốn trễ không được. Mình nói thí dụ như vậy đó. Cho nên ai mong đời tới, tôi không mong đời tới. Đời tới trễ chừng nào tôi mừng chừng đó. Tại sao mừng? Bởi vì nếu trễ một ngày thì sẽ có nhiều người tu thêm một người. Bây giờ chỉ cần chúng ta một phút cho qua mình thêm một người tu thôi, quý à. Nếu trễ một ngày tôi ăn chay được một ngày, thêm được một ngày. Nếu trễ một ngày tôi cúng lại được, thêm được hai thời hoặc ba thời. Nếu trễ một ngày tôi niệm được thêm 5-30 câu Phật, đúng không quý vị? Đỡ hơn là đến sớm. Cho nên nói đến đây chúng ta thấy nó phản lại với cái nghĩa những đồng đạo bàn thời cuộc. Chúng ta mong thời cuộc đừng tới, lâu lâu một chút đi, để làm chi? Để cho mình dung trồng công đức, nó dày công cao quả đi. Chứ nếu như bây giờ nứt niệm tôi mới tu hôm qua, bên này đời tới làm sao tôi đắc đạo được? Trong khi đó tôi ăn chưa hết hũ trao sao đắc đạo được, phải không? Vậy thì tôi muốn mong rằng cái thời gian kéo dài một chút nữa, để làm chi? Để cho mình trở lại với thánh thiện. Thì đó là chúng ta chỉ bàn về một khía cạnh cá nhân thôi. Còn ở đây mà nếu nói về cái chân lý thì xin thưa quý vị, bởi vì đây là lý thiên đình hoạch định, đây là tạo hóa đã sắp xếp sẵn. Gần như đây là một cái chu kỳ mà chúng ta phải nói rõ rằng gần như là ơn trên nó sắp xếp. Tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây cái đất một bầu đặng lựa lọc con tiên cháu Phật, chứ không phải ai muốn mà được. Giả sử bây giờ ngày mới tới, mình muốn để ngày mốt bữa kia cũng không được, mà mình muốn bữa nay tới cũng không được, phải y ngày tháng đó đó. Trên thôi giờ nói như vậy để đồng đạo chúng ta rút lại, mỗi đồng đạo mình phải cố gắng chuẩn bị như thế nào đó để đến cái ngày Long Hoa Đại Hội. Như Đức Thầy cho biết rằng là thiên đình ăn xóa bớt tội căn để kiếp đến Long Hoa chầu Phật, trong cái bài thứ sứ mạng. Thì đây là một cái giai đoạn là phải nói kỳ xá tội nó còn một lúc. Giai đoạn này là giai đoạn rấp rút, giai đoạn này là chúng ta đang ở trong thời kỳ xá tội. Vì vậy cho nên mọi người phải chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang,
để dự hội Long Hoa. Vậy thì hành trang dự hội Long Hoa xin thưa rằng không ngoài một chữ, đó là chữ hiền. Nếu có chữ hiền thì tất cả chúng ta sẽ được dự hội Long Hoa, một chữ hiền. Như vậy thì chữ hiền này nó thầy dạy là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đang phò chân Chúa. Cho nên ngay giờ này đồng đạo ơi, nếu mà trên con đường tu của mình thì nếu nó khó không khó lắm, chỉ cần chúng ta làm hiền làm lành thì mình sẽ nhanh chân đến với Long Hoa Đại Hội. Còn nếu như giờ này mình tu mình không hiền, tu hành mà dị kỷ quá chừng thì không được rồi. Không được rồi. Tu mà dị kỷ là không được rồi. Tu mà ái ố sân si, chúng ta thấy rõ là không được. Về cho nên mỗi đồng đạo chúng ta cái tiêu chuẩn để đến hội Long Hoa Đức Thầy gia hạn cho mình không cao lắm, chỉ cần đồng đạo chúng ta có chữ hiền rồi. Nhưng mà hiền này không phải là hiền khô, mà hiền này nếu nói theo nhân đạo là hiền nhân, hiền này nếu nói thánh đạo là hiền thánh, hiền này nếu nói theo Phật đạo tức là phải đạt được tứ vô lượng tâm, tức là hiền như Bụt đó, tức là nó phải tuần tự theo nấc thang. Cho nên hôm nay bây giờ muốn làm hiền thì Đức Thầy dạy muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Cho nên hôm nay thôi, người trên thế gian này có hơn thua chút đỉnh mình nhịn đi, mình hướng về Long Hoa Đại Hội đi. Còn người trên thế gian họ hơn mình cái gì đó, họ hung dữ mình thì kệ họ đi, mình cố gắng mình tu rồi. Mà Đức Thầy lại dạy mình là ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau nữa kìa, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mà hôm nay chúng ta nóng giận không tha thứ cho nhau được thì xin thưa rằng mình đã phạm giới luật rồi. Chi bằng ngay giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải đem cái sự nhẫn nhục đến chính bản thân mình, nhịn là phải chịu nhục. Cho nên cái người hiền là cái người nhịn, cái người mà nhịn nhục nhiều chừng nào thì người đó mới thể hiện người hiền. Chứ không phải mình nói mình hiền ngon lành lắm, mà khi đụng chuyện rồi lúc bây giờ ngộ cảnh nó thấy tánh, lúc bây giờ chúng ta không có nhẫn được thì mình chưa phải là người hiền. Thì đó là muốn nói cái khái niệm thứ nhất để chúng ta tiếp bước đến Long Hoa Đại Hội. Và cái khái niệm thứ hai, muốn trở thành người hiền thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải có một cách cư xử, mình phải cư xử thế nào đó cho nó trọn vẹn, đúng với câu là nhẫn năng xử thế thiện nhân hiền. Vì vậy cho nên mình phải có một cách ăn ở cư xử cho đúng theo một cái phải phép. Chúng ta cái hoàn cảnh khó mà đối với mình không khó, đối xã hội người ta hoàn cảnh rất khó. Tôi có bà già chồng quá khó, tôi có ông chồng quá khó, rồi tôi có cái một số chị em chồng bên chồng quá khó, tôi ở xóm chòm quá khổ, rồi tôi gặp những đứa con nó gần như nó không nghe lời tôi quá khổ gì đó. Thì những cái cảnh đó người đời người ta than quá. Còn đối với chúng ta thì mình chấp nhận rồi, mình đã có mục tiêu đặt sẵn thì mình phải làm sao phải có một cách cư xử thế nào đó, ăn ở cư xử thế nào đó để mình vượt qua cái khổ đó. Bởi vì là người hiền khó kiếm trên đời, mà lập thân danh từng trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo, thì nó không hết, không hết. Và đồng thời yếu tố thứ ba nữa, muốn dự hội Long Hoa thì yếu tố thứ ba nữa chúng ta phải niệm Phật. Cái này là cái siêu sức nhất đây, cái này là cái đưa chúng ta đến chỗ hiền như Bụt đây. Bởi vì nếu như ta có niệm Phật, tâm ta nhớ Phật thì hành động ta cũng là Phật, lời nói ta cũng là Phật. Còn trường hợp miệng thì niệm Phật, lòng thì tà giác gì này nó khác. Còn những người mà thật tâm thật tu niệm Phật thì phải nói rõ là những người này là phải nói rất là tốt. Bởi vì khẩu dục do duyên ý dục, mà thân hành cũng do duyên ý dục. Sở dĩ hôm nay cái lời nói chúng ta nó hoàn toàn do cái tâm của mình. Mà nếu tâm của vị hiền, tâm của vị không có còn tham lam sân nộ mi si đó, thì lúc bây giờ lời nói chúng ta cũng đâu có cái gì đâu. Còn sợ đằng này tâm mình nó lộn xộn, tâm mình là gần như nó còn quá nhiều chứa đựng, thì chính vì vậy cái lời nói mình nó cũng do tâm nó sai. Bởi việc làm do lệnh tâm hồn kiến sai thầy dạy. Về cho nên nói đến đây, để trở thành người hiền triệt để có mặt Long Hoa Đại Hội thì chúng ta hãy nghe lại cái đoạn đầu trong cái bài thi mà Đức Thầy cho cô Hay Gương Cần Thơ. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dễ giàu, nhưng nổi tiền khiên dai lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Vậy thì mong cầu cái gì? Thì Đức Thầy mới dạy là mong cầu gặp Phật hội Long Hoa. Muốn gặp Phật hội Long Hoa thì phải làm sao? Con ráng trì tâm niệm Phật đạt. Rất rõ ràng. Vậy thì Đức Thầy đã dạy cho con Hay Gương Cần Thơ đâu, hôm nay muốn gặp được Đức Phật thì phải niệm Phật, sẽ gặp Phật hội Long Hoa. Cái hướng đã có sẵn. Vì vậy cho nên khi chúng ta niệm Phật, đây cũng là cái tiêu chuẩn sau cùng để mình tiếp bước đến Long Hoa Đại Hội. Thì đến đó thì sao? Chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Như vậy thì khi đạt ở chỗ chầu Phật hòa vui thì lúc bây giờ mình quỳ trước bệ ngọc, mình quỳ trước mặt Phật. Chầu Phật là chúng ta quỳ trước mặt Phật. Lúc bây giờ Phật không có còn ở xa nữa, mà Phật xuống tại thế gian này. Thay vì ngày xưa muốn gặp Phật là tôi và quý vị phải bỏ xác, chúng ta phải bỏ xác à, mình phải thần thức nhập thai sen tinh hảo về cõi Phật gặp Phật. Còn sống trong thời kỳ đại ân xá này, Đức Thầy đã khẳng định Đức Phật trở về đây rồi.
Bởi vì Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà mà. Như vậy giờ này Đức Phật trở về đây dự hội Long Hoa cùng chúng ta, cho nên chỉ cần mình được về hội Long Hoa, mình sẽ chào Phật, sẽ gặp được Phật, gặp được Phật. Và xin nói thêm nữa, Đức Phật trở về đây làm gì? Cái thứ nhất trở về đây để ban thưởng, và cái thứ hai trở về đây để trị tội. Bởi vì Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà lừa lọc con lành, diệt quỷ ma. Vậy thì đây là cái trạng thái, cái người nào lành, cái người nào hiền như tôi nói hồi nãy thì sẽ được Đức Phật tiếp dẫn. Lừa lọc à, lúc bây giờ lừa lọc à, Phật tiên vận chuyển lọc lừa kiếm con hữu đức mà đưa trở về. Vậy thì lúc này Đức Phật mới lừa lọc và coi người nào hiền, người nào hiền thì Phật cứu, người nào hung thì Phật bắt cứu vì tâm còn ác. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải cố gắng nhớ những cái điều này, để mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng làm sao cho mình trở thành những cái người hiền theo lời Đức Thầy đã dạy. Thì lúc bây giờ khi chào Phật thì mình mới hưởng trọn cái niềm vui như tôi nói hồi nãy, tức là khi chúng ta gặp Thầy thì mình sẽ hưởng trọn cái niềm vui, tức là chào Phật hòa vui. Lúc bây giờ hòa vui như vậy thì muốn đạt cái chỗ hòa vui mình hành đạo, mình phải tu thật tâm mới được thảnh thơi à. Còn nếu như tu giả dối thì lao thì lý, lúc bây giờ gặp Phật làm chi? Lúc bây giờ gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Lúc bình thường Phật kêu tu không tu, nhưng mà đến ngày Phật về gặp Phật có nước là khóc thôi, chứ làm sao mà được để gặp Phật ngồi mà than khóc. Tới bởi mình không tu gặp khóc, bởi vì tại sao khóc? Thấy người ta bị xử trước mặt mình quá nhiều thì một lát tới mình nè khóc. Nhưng mà lúc bây giờ Phật nó có cứu đâu, bởi vì ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thầy ơi cứu con, không được, thầy đó đời dạy con quá lâu rồi mà con không nghe lời thầy, làm theo lời chỉ ngày đài gặp ta mà con cứ làm ngược là thầy không. Mà giờ này kêu thầy cứu thì xin thương không có cứu đâu. Lúc bây giờ là không có còn tình nghĩa gì cả, phải nói rõ. Chúng ta phải hiểu được như vậy để mỗi đồng đạo mình phải cố gắng làm sao đến cái ngày này mình phải hòa vui, mình phải hòa vui với Phật. Và Đức Thầy dùng cái từ cõi đại đồng rộng lớn, đại đồng đuông, đại đồng chuông đạo buôn bôn ngăn mà, hay hoặc là ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Tự đại đồng là rộng lớn, đại đồng là gì? Mười phương, tức là tám phương, tám phương, phương thượng và phương hạ là mười phương đều quy tụ trở về một, gọi là dạng thù quy nhất bản. Thì lúc bây giờ trung tâm điểm là ở tại Long Hoa Đại Hội và tất cả quy về một, cho nên Đức Thầy dùng từ đại đồng. Thì từ đại đồng này không phân biệt nước này nước kia nước nọ, mà từ đại đồng này tức là một nhà đó, cha là Phật Thánh đó, tức là lúc bây giờ cùng chung nhau một nhà. Đức Phật làm vua, tức là lúc bây giờ trị vì thiên hạ. Trong cái ngày đại hội này thì lúc bây giờ tập trung tất cả với nhau, đó gọi đại đồng. Từ đại đồng là rộng lớn, lúc bây giờ chỉ có người tu thôi. Giờ này trong đất nước, trong thế giới này trên dưới hơn 200 quốc gia, nhưng đến đó thì chỉ trở về một mà thôi. Thì đúng với cái từ mà Đức Thầy dùng cái từ đại đồng, giống như đoạn khác Thầy dạy là đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Thì đó là chúng ta có thể căn cứ theo lời dạy Đức Thầy để mình có thể ước lượng được cái tình hình, cái hoàn cảnh sắp tới, như cái bài thi mà Đức Thầy cho bà Năm Cò, như chúng tôi trình bày như vậy. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì trở lại qua tám câu giảng mà Đức Thầy dạy: ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắt lờ trong, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng, tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê si nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội, chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Vậy thì qua tám câu giảng này chúng ta thấy có khởi và có kết, có lúc đầu khai mở, có cái nhân và có cái quả. Vậy thì hai câu đầu tiên Đức Thầy phản diện một cái hoàn cảnh thực tế trong xã hội. Con người sở dĩ bị chìm đắm thì hoàn toàn do danh lợi, và nó đủ là danh lợi tình. Vì vậy cho nên hôm nay chính về danh lợi tình mà con người sanh ra trong cõi hồng trần này. Vì vậy cho nên hôm nay muốn thoát được thì phải trở về với cửa đạo. Trở về cửa thiền môn là chỉ cho cửa đạo, nghĩa là chúng ta phải quy y đạo Phật, mình phải nương theo của Phật, tức là chúng ta phải lui sức phàm trần. Mà Đức Thầy đã dạy là quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật, y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy đạo Phật, nương nhờ cửa Phật, làm ý lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy, để chứng quả đắc quả giống như Ngài. Vậy thì ngay giờ này hai câu đầu tiên này ý Đức Thầy muốn kêu gọi mình để cho chúng ta thấy được lợi danh là khổ. Do vậy cho nên mình phải cố gắng quay về với cửa đạo để mình thoát khỏi cái cảnh khổ trong cõi hồng trần này. Và khi quay về với đạo thì bốn cái câu giữa
Bốn cái câu dựa từ câu nương theo đuốc huệ tầm chân lý lóng tiếng tự bi diệt dục lòng tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết thoát mê si nghiệm lẽ quyền thâm. Thì bốn câu này tự chúng lại Đức Thầy dạy chúng ta là phải quay về với giáo lý của Ngài. Mỗi đồng đạo chúng ta ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bạn ráng đem vào lòng. Mỗi đồng đạo chúng ta phải nương theo lời Đức Thầy, nương theo quyển sấm giảng thi văn toàn bộ mà Đức Thầy dạy bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khắp cùng. Yếu tố đầu tiên chúng ta phải nghe, chúng ta phải mòi qua ngọn đuốc này, chúng ta phải suy tư, chúng ta phải suy gẫm lời Đức Thầy để rồi từ một trạng thái mê mà chúng ta tỉnh ngộ. Và khi nương vào lời Đức Thầy từ trạng thái mê qua trạng thái tỉnh ngộ thì lúc bây giờ mới tiếp theo nữa là quy y thì phải hành y, nghĩa là lúc bây giờ mình đã hiểu được rồi con đường trước mắt của mình lâm qua đại hội một cái phong tiêu mà Đức Thầy đã cấm sẵn. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải nhanh chân bước vào đến đó, mà bước đến đó thì mình phải hành đạo, mình sẽ phải trở thành người hiền, mình phải hành chữ nhẫn, mình phải làm lành, và yếu tố sau cùng là mình phải niệm Phật. Và đồng thời khi chúng ta làm lành, khi chúng ta nhẫn nhục, khi chúng ta niệm Phật thì lo gì cửa Phật chúng ta chẳng chen vào. Vậy thì mình sẽ bước vào Long Hoa Đại Hội và sẽ gặp Phật, sẽ chào Phật. Cửa Phật chẳng chen vào, đây không phải về cực lạc mà ở tại thế gian này, ở tại khỏi Long Đạo Long Hoa. Và lúc bây giờ khi gặp được Phật rồi, chào Phật rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hưởng cái cảnh hòa vui cùng chư Phật, và trong đó có thầy của mình, và trong đó tiếp trước tất cả những người tu hành. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, là cái chỗ này mà Đức Thầy dạy ngay trong Chôn Tham Tá Ngạ. Như vậy thì tự trung lại ý sau cùng trong cái bài thi này thì Đức Thầy nhắc nhở chúng ta phải cố gắng học hỏi theo lời của Ngài để làm lành lánh dữ, để một ngày đó, một ngày kia, cái ngày cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ gặp nhau nên Long Hoa Đại Hội đúng với câu là tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chốn tù. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua 80 câu thi trong cái bài Cho Bà Năm Cò ở Sài Gòn. Thì cũng xin trình bày cũng gọn chút từ ngữ, rồi cũng đem ra những cái ý mà để chúng ta hành đạo thôi. Đến đó là chúng tôi cũng không dám kể mẫu chuyện đó, bởi vì thật ra 8 câu cũng khá dài. Tuy vậy thì cũng tốn thời gian hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn ban tổ chức có lời mời, và chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn những cái ánh mắt cũng như những cái sự thân thiện của quý vị khi theo dõi chúng tôi trình bày. Thì tin chắc rằng trong quá trình trao đổi không sao cũng có những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Thì trước khi được khỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng, mỗi người nên sửa soạn cho mình, chuẩn bị cho mình để đầy đủ tiêu chuẩn để có mặt ở tại Long Hoa Đại Hội. Và cũng được biết rằng hôm nay cũng là cái ngày chánh kỷ niệm của đồng đạo thân phụ của đồng đạo Lê Văn Phỉ. Nếu như trong cái cuộc tuyên dương Phật pháp này mà có cái phần công đức thì chúng ta cũng xin hồi hướng công đức ấy đến cho thân phụ của đồng đạo Phỉ được tiêu diêu đến miền Phật cảnh, và đồng thời cũng có mặt trong Long Hoa Đại Hội với tất cả chúng ta để đúng như lời Đức Thầy đã dạy ở cái câu cuối cùng, tức là chầu Phật và vui cõi đại đồng. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta phải tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy để rồi một ngày nào đó mình sẽ cùng gặp gỡ Đức Thầy nơi Phật cảnh. Và Phật cảnh ở nơi đây, ngoài việc về cõi Phật ra thì Phật cảnh ở đây có thể chúng ta về với hội Long Hoa gặp Đức Phật trước, và sau đó thì chúng ta mới về Phật cảnh. Đúng chứ câu mà Đức Thầy dạy, ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàng. Trân trọng kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.